Theo Reuters, trong ngày 12 tháng 10, lãnh đạo phe đa số tại Hạ viện Steve Scali đã tuyên bố rút lui khỏi cuộc đua vào ghế chủ tịch Hạ viện. Thông báo của ông Scali được đưa ra sau cuộc họp kín của Đảng Cộng Hòa. Ông Scali cho biết, tôi đã chia sẻ với các đồng nghiệp về việc rút khỏi vị trí ứng viên chủ tịch Hạ viện. Chúng tôi đã nhóm họp nhiều lần trong tuần qua, nhưng vẫn còn nhiều việc phải hoàn thành. Vẫn còn những người có chương trình nghị sự của riêng họ. Nghị sĩ Anna Paulina Luna thông tin thêm, chưa có sự đồng thuận dành cho vị trí ứng viên chủ tịch Hạ viện. Chúng tôi sẽ ở lại Washington cho tới khi vấn đề được giải quyết. Truyền thông Mỹ tiết lộ Đảng Cộng Hòa không muốn tình cảnh đáng xấu hổ hồi tháng 1 tái diễn. Và thời điểm đó, ông Kevin McCarthy cần tới 15 vòng bỏ phiếu trong 4 ngày mới có thể trở thành chủ tịch Hạ viện. Hiện vẫn chưa rõ ai sẽ là người được đề cử thay ông Scalia.